Xin chào mọi người nhá, em vẫn đang tiếp tục chương trình bao đầu ra cho khách. Đây đàn rách nhập Mexico này. Đấy, hai đàn nhá, 15 con. Hình như là có mấy con đẹp anh ấy giữ lại à? Hay là anh ấy cũng bán lẻ rồi nhỉ? Còn 15 con thôi. Đếm xem đủ 15 chưa nhỉ? Chạy, nó cứ chạy nhống này. Đàn này mảng màu nó rất là đẹp mọi người nhá. Con nào đỏ gầm đen thì đen kịt luôn, mà con nào đen tuyền này đu rồng này. Đu rồng là đu rồng đậm luôn. Anh nào thích lông đỏ còn gầm đen thì đàn này thì đấy, nghịch lắm nha. Đây này, vừa mới gửi ở trên xe xuống cho của khách, gửi trên xe xuống đây. Thử test thần kinh xem có nghịch không Thịnh. Chạy vùng quanh nhé, chạy vùng quanh nhau đi. Vừa xuống khỏi ô tô xuống này. Chưa nghịch đúng không? Mai, phải mai. Thôi. Đái nhiều quá nhở. Không có, thôi quay nhanh nên có là nó đái này. Này ướt hết đấy. Thôi quay nhanh cái đi, sau là mai lắng thì quay ấy, không biết mai lắng không. Ờ đi. Thôi rồi, để bọn em quay từng con một cho anh chị chọn nhá. Tu 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 tu.